Thưa quý vị, miền Trung đang oằn mình hứng chịu liên tiếp các cơn bão và đợt mưa lớn cực kỳ bất thường. Ngay cả những thành phố ven biển như là Đà Nẵng cũng chịu cảnh ngập úng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Những năm gần đây thì chúng ta luôn phải chứng kiến lượng mưa lịch sử tại các đô thị, nhưng mà người dân thường lại rơi vào tình trạng là bị động trước mỗi đợt mưa lớn. Để có thể trao đổi về nội dung này, chúng tôi đã mời tới trường quay giáo sư Phan Văn Tân, tới thuộc khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên thì ông đánh giá như thế nào về đợt mưa lớn cực đoan tại Đà Nẵng những ngày vừa qua? Người dân thì cho biết đây là một trận mưa lịch sử tại địa phương này. Đúng thế, đây là một trận mưa lịch sử bởi vì à, lượng mưa trong cả đợt thì không phải là quá nhiều nhưng mà lượng mưa nó dồn vào trong một khoảng thời gian ngắn thì rất là lớn. Người ta gọi là cường suất hay là cường độ mưa của cái đợt này là trở thành một đợt mưa lịch sử. Chẳng hạn như xeo con số người ta đo được thì là trong vòng 6 tiếng, mà trên 550mm nước Có nghĩa là hơn nửa mét nước ừ. Dồn vào, đổ dồn vào trong 6 tiếng Và vì vậy cho nên cái, Nó tạo ra cái lượng nước rất là lớn Ở trong cái thành phố đấy Và không thể nào thoát kịp được Và tạo ra cái lụt ở trong thành phố Vâng ạ à, Như vậy là vừa lâu, mưa vừa lâu Và cái lượng mưa thì lại cũng cộng dồn và rất là lớn đúng không ạ Tổng lượng mưa trong dạ. cả đợt Thì không phải là quá nhiều Nhưng lượng mưa dồn vào trong một khoảng thời gian trong ngắn Trong khoảng 6 tiếng đó đấy, Thì đấy. rất lớn Đấy. và cái hệ thống thoát nước thì có lẽ là mình cũng chưa tính không tới... kịp được không kịp được không ừ kịp, à. vâng ạ à, vâng vậy thì vì sao đà nẵng lại trở thành tâm mưa trong đợt mưa bão số năm vừa qua thưa ông ta nhớ rồi rằng là khi mà các bản tin dự bão cũng như là thực tế của cơn bão nó đi ấy, thì cái tâm bão nó đi vào ở phía nam sao? của đà nẵng khi cơn bão đi vào phía nam là ta biết là cái cơn bão thì nó gió nó xoáy ngược không đồng hồ và ta có thể hình dung là ở cái vùng đà nẵng thì cái gió là nó phía đông bắc nó hồi tụ xuống cộng thêm với cái phía tây của đà nẵng lại là cả một cái dãy trường sơn và vì vậy cho nên nếu chúng ta tưởng tượng ra trong cái hình thể Nốt thì là gió đông bắc mà nó đâm vào cái dãy núi thì nó không biết thoát đi đâu cả ừ. thì nó phải thăng ngược lên đà nẵng là một trong cái vùng mà nó có cái cái vùng hồi tụ mạnh như thế và khi mà nó thăng ngược lên vùng hồi tụ nó mạnh mà không khí nóng ẩm do cơn lùa hoa lưu bão mang vào thì nó tạo thành cái khu hồi tụ mạnh và cái mưa lớn ở cái vùng đà nẵng. Vâng và đó là một cái điều tất yếu bởi vì rất là nhiều những yếu tố địa hình khách quan ảnh hưởng tới. Vâng không nhất thiết không không phải chỉ có mỗi đà nẵng mà dạ. cái vùng phía bắc nữa chẳng hạn như là huế với nam đông cũng có cái mưa mưa lớn như thế. Vâng à, trung tâm khí tượng thủy văn cũng đã cảnh báo là và dự báo sẽ có một cái đợt mưa rất lớn ở miền trung với số lượng từ 600 đến 700 mm trong đợt mưa vừa rồi và ở trên diện rộng dự báo 10 nay có phải là rất khó trong cái lĩnh vực này hay không thưa Thực ra tôi muốn đình chính một chút tức là người ta đưa thông tin lượng mưa trong phòng và trong cái khoảng trong cái vùng đấy khoảng 600 đến 700 m nhưng mà quên mất một điều là trong khoảng thời gian bao nhiêu. Đấy, nếu trong khoảng thời gian 24 giờ thì cũng đã là lớn rồi. Đấy, thế nhưng mà 600 m tức là 600 mm có nghĩa là 550 với 600 cái này chỉ sắp chỉ nhau. Nhưng mà dồn trong vòng 6 tiếng thì ở Đà Nẵng thì nó cực lớn và vì vậy cho nên cái lụt ở Đà Nẵng nó gây nên bởi cái lượng mưa rất lớn nó đổ rồn vào trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thế còn nói đến bài toán dự báo mưa thì trong cái tượng nó có mấy cái bài toán dự báo mà trong nó có hai cái hiện tượng dự báo được gọi là rất khó. thì mưa là hiện tượng khó nhất và tiếp theo là bão. Dự báo bão thì bây giờ nó có dự báo quỹ đạo bão tức là đường bão nó đi vào vâng. đường đi đường nào. Đấy. kèm theo về đấy là cường độ bão tức là bão mạnh như bão yếu nhưng chưa nói đến quỹ đạo và cương độ thì còn gọi là đồ mạnh cơn bão tức là một cơn bão này là cương độ nó lớn nhưng mà cái phạm vi ảnh hưởng của nó rộng thì ta gọi là đồ mạnh cơn bão nó lớn vậy thì dự báo bão đã là khó rồi dự báo mưa này càng khó bởi vì mưa là một cái hiện tượng bất liên tục cả theo thời gian và không gian và vì vậy cho nên là bài toán dự báo mưa đặc biệt là dự báo mưa lớn những hiện tượng cực đoan là một cái bài toán thách thức không phải chỉ ở việt nam mà trên cả thế giới vâng ạ như ông đã nói thì cái công tác dự báo và đặc biệt là mưa và bão là hai công tác uh, dự báo rất là khó vâng wow. à, những năm vừa qua thì cái việc ứng phó với bão của những người dân ở tỉnh thành miền trung thì họ cũng làm khá là tốt khi mà ít gây thiệt hại lớn về người và đặc biệt là với cái cơn bão số 4 rất là mạnh vừa qua à, vậy nhưng mà khi đối mặt với mưa và thường mưa lớn à, thì người dân thường bị động và dường như là chúng ta à, không có à, những cái sự quan tâm đúng mức khi Bão thì gây thiệt hại lớn nhưng mà với uh, những cái công tác mà đối phó với mưa thì gần như là người dân vẫn hơi chủ quan. Vậy thì ông nhìn nhận ra sao từ câu chuyện này? Thực ra thì điều này cũng không hoàn toàn chính xác lắm. À. Mà tôi muốn phân tích một cái chỗ này, này. Đối bão, người ta nhìn thấy ngay cái tác động cơ học của gió mạnh. Đấy. Đặc biệt là những cái gió giật, những cơn gió giật trong bão. Những cơn gió giật, những cơn gió mạnh thậm chí có thể là nó bốc cả một cái cái mái nhà đi, làm đổ hẳn một cái tòa nhà đi và thậm chí là ở nhiều nơi mạnh quá thì nó có thể là đẩy cả cái uh, một cái, cái công trình xây dựng nào đó. Thế nhưng mà đối với mưa, nó nói, mưa lớn nhà hạn, mưa lớn mà nếu nó xảy ra ở cái vùng nông thôn đồng bằng ấy, ừ. thì trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thì nó không gây nên lụt. Bởi vì sao? Nó có cái lượng nước, lượng nước mưa xuống nó có thể thoát trong ngoài đồng bằng, à, ngoài, ngoài canh đồng và nó tạm giữ ở đấy sau khi trước khi nó tiêu thoát ở nơi khác và người ta ở cái vùng nông thôn đồng bằng chẳng hạn người ta không cảm không cảm thấy là nó đáng ảnh hưởng đáng kể gì cả. Dạ. Thế nhưng mà tại sao cái thành phố mà đặc biệt là những cái thành phố như Hà Nội, Sài Gòn, à cái Đà Nẵng rồi là Đà Lạt trong những năm vừa qua chẳng hạn thì nó gây nên những cái tình ngập lụt như thế mà người ta không đội ứng phó kịp. Đã bởi vì ta biết là thành phố thì nó bê tông hóa toàn bộ bề mặt, cái lượng nước mưa nó rơi xuống thì nó chỉ có thể thoát xuống các cái ống cống để mà tiêu thoát thì thông qua một số cái lỗ từ bề mặt đường vậy thì cái lượng mưa rơi xuống lớn như thế thì không thể nào trong một thời gian ngắn có thể thoát được và vì vậy nó dâng lên rất là nhanh mà khi dâng lên nhanh thì người dân ứng phó được thế còn người dân có thể ứng phó người ta quan tâm nhiều hơn là ở các cái vùng núi khi mưa lớn ở các vùng núi thì thường nó xảy ra những cái hiện tượng nếu như không có sông thì nó xảy ra là xa lở đất nhưng nếu có những cái vùng gần sông thì có thể tạo ra cái hiện tượng là lũ ống lũ quét và vì vậy cho nên khi mà nói mưa lớn ở các vùng núi thì người ta quan tâm nhiều hơn và người ta thường là cảnh giác hơn và ứng phó với cái hiện tượng lũ ống lũ quét và sở lở đất nhưng mà ở các cái vùng đồng bằng thì hầu như là người ta không cảm thấy ra là đáng nguy hại lắm ừ. ở thành phố thì chỉ có những cái hiện tượng mưa lớn như là hiện tượng mưa đà nẵng trong thời gian vừa rồi à, trong cái đợt vừa rồi hoặc là ở hà nội năm 2008 thì người ta mới cảm thấy là đấy à, cây mưa lớn là nó nguy hiểm như thế vâng ạ như vậy là ở mỗi vùng và mỗi một địa phương thì những người dân họ sẽ có những cái sự quan tâm khác nhau vâng, vâng ạ à, hiện cơn bão số 6 thì đang được đánh giá là rất mạnh và hướng di chuyển của cơn bão này rất là phức tạp à, với cá nhân ông thì ông nhận định ra sao về sự tương tác của không khí lạnh với cơn bão số 6 ạ vâng à, tôi có xem trên các cái bản tin và thấy rằng là quỹ đạo của cơn bão mà pha cường độ cơn bão quỹ đạo cơn bão đang bắt đầu là đi vào biển đông từ phía bắc của đảo Luzon Philippines và khi đi vào thì trên biển thì cường độ vẫn nó còn mạnh và tại vì cái vùng cái lúc bây giờ thì, là tại cái thời điểm mà nó đi vào này ấy, thì cái nhiệt độ mặt biển khoảng hôm sáu bảy độ và tương nhiên là tương đối với nóng nhưng mà hôm qua bắt đầu là không khí lạnh là về để khi không khí lạnh là về tràn xuống thì có nghĩa là cả một khối không khí lạnh và khô tràn qua lục địa trung quốc đi xuống dưới này thì một phần là không khí nó lạnh nhưng một phần là cũng làm cho ảnh hưởng đến cái nhiệt độ bề mặt biển nó cũng lạnh bớt đi và vì vậy cho nên nếu như bão vào trong một cái nền mở đó không khí lạnh khô cộng thêm với nhiệt độ bề mặt biển mà lạnh nữa thì cái năng lượng mà để nó nuôi dưỡng cơn bão nó sẽ bị giảm đi và tôi nghĩ rằng là cơn bão này nó sẽ nhanh chóng uh, yếu đi và tan mà theo dự đoán thì có thể là nó sẽ tan đâu đó ở ngoài khơi uh, bờ biển của Nghệ An, Hà Tĩnh vâng ạ đúng là những cái thông tin rất là tích cực về cơn bão số 6 đối với người dân à, những năm gần đây thì các cơn bão thường mạnh hơn và mưa lũ cũng cực đoan hơn và thực tế là chúng ta cũng đã thấy rồi à, nguyên nhân của hiện tượng này do đâu và trong cái giai đoạn cuối năm thì theo ông diễn biến sẽ như thế nào ạ à, trước hết là nói đến cuối năm à. thì năm nay là cái hiện đang do ảnh hưởng của la nina cho nên kỳ vọng thì là có thể là có còn có một số cơn bão nữa nó sẽ đổ bộ À, nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và đặc biệt là trên biển Đông. <laughs> Thế còn à, nhiệt độ, theo có nghĩa là các cái đợt không khí lạnh thì à, theo cái dự báo mùa của chúng tôi thì tất nhiên dự báo có thể đúng có thể sai ừ. nhưng mà cái sang cái tháng 11 thì có thể có những đợt không khí lạnh mạnh Đấy. và có thể là nó kéo dài lê lê lê, lê đến tháng 12 thì nó nhẹ hơn một chút và có thể là nó sang đến à, Tết và Tết thì có thể ấm áp hơn chút nữa. À, thì thì đấy là cái dự báo mùa của tôi tất nhiên là dự báo nhắc lại dự báo có thể đúng có thể sai vâng. đấy. thế còn quay trở lại tức là Nguyên những nhiên. cái hiện tượng thể tích cực đoan vâng. thì mưa lớn này rồi bão mạnh này, này khác thì nó xảy ra trong thời gian vừa qua thì nó như thế nào thì tôi ta mới thấy rằng này à, tổng lượng bão trên toàn thế giới thì theo thống kê thì người ta lại không thể nó tăng vâng. đấy. thế nhưng mà hoạt động của bão thì nó có thể dịch chuyển từ vùng này sang vùng khác đấy tức là cái vùng dịch, cái vùng hoạt động của bão thì nó có dịch chuyển. chẳng hạn như ở Việt Nam chẳng hạn thì dọc bờ biển uh, Việt Nam ấy thì bão có xu hướng càng ngày có dự hướng là dịch chuyển ở phía Nam nhiều hơn. Ừ. và vì vậy cho nên là những năm gần đấy thì số cơn bão mà nó ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ này, rồi là Nam Trung Bộ thì nó đã xuất hiện mà trước đây thì hầu như nó không có. Vâng. À, ngoài trời như ví dụ như năm 97 nó có cơn. thế còn các cái hiện tượng mưa lớn thì những cái hiện tượng mưa lớn cũng xảy ra. À, xin lỗi, tức là đối bão thì số lượng bão thì không 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 tăng. À, nhưng mà vị trí hoạt động của các cái vùng bão thì nó có thể bị dịch chuyển. Ngoài ra thì số những cơn bão mạnh thì nó lại tăng. Chẳng hạn đến từ năm 2003 đến nay ta thấy là có ít nhất là có hai cơn bão rồi. Cơn bão 2003, cơn bão Hai An được gọi là bão mạnh. À, mạnh nhất từ trước đến lúc đến lúc bây giờ. Và cơn bão số 4 vừa rồi cũng là một cơn bão rất là mạnh, nhưng rất may là trước khi đổ bộ vào à, miền Trung thì nó đã yếu bớt đi rồi. rồi. Thế còn các cái hiện tượng mưa lớn thì chúng ta cũng thấy đang là nó xuất hiện rất là nhiều đặc biệt là chúng ta là ảnh hưởng của mưa lớn ở các vùng đô thị vâng ạ như vậy là chúng ta cần phải nâng cao về công tác dự báo cũng như là cần phải có chuẩn bị thêm những cái công tác chủ động phòng ngừa trước những hiện tượng và thời tiết rất là cực đoan như hiện nay dạ. một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư phan văn tân dạ, cảm ơn. thưa quý vị và các bạn với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại